Quý vị và các bạn, các bác cùng em thân mến, như quý vị và các bác cùng em đã biết, DAC giải mã chính hãng của Gillette Singapore là một trong những sản phẩm mà đã được phụ kiện Auto tuyển chọn rất là kỹ và đã có rất nhiều clip mà phụ kiện Auto đã giới thiệu đến quý vị và các bác cùng em. Đó. Và clip này thì phụ kiện Auto lên cho anh em một con đầu giải mã độc lập chính hãng của Gillette Singapore, một con giải mã cổng quang có cả cổng USB này, có cả điều khiển này, chỉnh được cả bát. Một cái sản phẩm chính hãng Gillette Singapore được bảo hành 12 tháng, màu đen là màu chủ đạo, rất là đẹp nha. Con này thiết kế vuông hình sắc cạnh cực kỳ đẹp, mặt trước này, mặt phía trên này, phía sau này, phía dưới này, dưới là có thông tin của sản phẩm này, made in Singapore với model là DA500 này. Và con DA500 này chính là cái bản nâng cấp của cái bản DA500U trước đây, cho chất âm thì hay hơn những cái phiên bản cũ. Mặt trước nút chiết áp này, nút này nó tăng giảm âm lượng tiếng hoặc bật tiếng này, nó cũng có thể sử dụng nút này. Kế bên là hai cái nút nhỏ này, nút nhấn, một nút là nút nguồn này, một nút chuyển cho các chế độ. Và nó dưới này nó sẽ có các chế độ tương ứng như USB này, optical cổng quang này, coaxial cáp đồng trục này, em có thể chọn này. Ở bên cạnh là một cái cổng hồng ngoại để sử dụng điều khiển. Và đường output, output con này đã được tích hợp ở mặt đằng trước để tối ưu cái không gian cho phía sau. Và output thì sử dụng là một đường RCA, đường AV và đường AUX 3.5, đó là mặt trước. Và phía sau con này sử dụng một cổng nguồn 5V này, đường input thì gồm có coaxial là cáp đồng trục này, optical cổng quang, USB là cắm cho USB. Và con này và có một nút chiết áp để chỉnh tăng căn chỉnh bát, sẽ tăng bát hoặc giảm bát. Rất ít đầu giải mã độc lập mà có cả nút căn chỉnh bát như này. Con dè đèn ấy hoặc con giải mã tích hợp dè đèn mới tích hợp mấy cái nút chiết áp mà tăng căn chỉnh bát như này. DA500 DAC giải mã độc lập, cổng quang, cổng USB, có điều khiển chỉnh được cả bát, bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm và những cái phụ kiện đi kèm, tất cả những sản phẩm phụ kiện đi kèm thì sẽ đặt ở phía trong này. Đầu tiên là sẽ có một cái dây quang, dây optical ấy, một cầu sẽ anh em sẽ sử dụng này. Là một đầu cắm vào cổng quang của tivi, đầu còn lại cắm vào cổng quang của con giải mã. Và khi sử dụng thì anh em sẽ tháo những cái đệm mút cao su ra, và không sử dụng thì anh em sẽ đậy lại để tránh những cái bụi bẩn hay cái tác nhân nó ảnh hưởng đến cái đầu tiếp xúc này. Mình cái dây quang để truyền tải ánh sáng, anh em chú ý cho cái đầu tiếp xúc nhé. Đó là một cái dây quang chính hãng này, một dây USB để anh em có thể kết nối với máy tính này. Đấy, dây USB chính hãng, đấy, dây lớp vỏ ngoài bọc dù rất là đẹp và chắc này. Đây hai đầu USB nhé, khá là dài đấy. Đó, anh em có thể kết nối máy tính này. Đấy, một dây nguồn, con này sử dụng nguồn rời, dây nguồn mới của nguồn rời. Dây nguồn cổng USB này, anh em có thể sử dụng cổng USB của TV hoặc là cái củ nguồn đi kèm. Củ nguồn đi kèm anh em cắm trực tiếp vào nguồn điện để sử dụng nguồn điện. Con cổng đầu, cổng còn lại là cổng tiếp C để anh em cắm vào cổng nguồn của con giải mã. Và con này đang sử dụng cổng chuẩn tiếp C, chuẩn hiện đại mới nhất hiện nay nha, chuẩn chung của thế giới hiện nay, rất là tiện. Cùng với đó là sẽ sử dụng một có một điều khiển đi kèm, và điều khiển này cũng rất dễ sử dụng. Khi sử dụng điều khiển này nó có cái chặn pin này, anh em sẽ rút cái chặn pin ra nhé, tắt bật này, tắt tiếng này, đấy, bật tiếng này, cái nút chức năng này, đấy, các tăng giảm âm lượng này, các chế độ USB này, optical cổng quang này, coaxial cáp đồng trục này, đấy, căn chỉnh bát nữa này, đó, con này rất là dễ sử dụng nhé. Đó, và cuối cùng là sản phẩm này, đấy, con DA500 bọc vào trong một chiếc túi này. Đấy, để bảo vệ DA500, một trong sản phẩm chính hãng của Gillette Singapore, made in Singapore, bảo hành 12 tháng, giải mã cổng quang, cổng USB, có cả điều khiển chỉnh được cả bát. Đó là những cái phụ kiện đi kèm, và sau đây thì quý vị và các bác nghe cùng kết nối con này với này nguồn điện, dây quang, anh em cùng cảm nhận chất âm nhé. Sử dụng một cặp dây tín hiệu dây dò xe để lấy dây AV lấy tín hiệu xuống cầm đi, dây quang, dây nguồn đang bật nguồn anh em. Con này đang nguồn đây, nút nguồn tắt bật này, anh em mà tắt thì anh em có thể giữ nút nguồn này, hoặc bật lên anh em lại nhấn này. Đó, bật nguồn. Và đây là có chuyển chế độ, các chế độ tương ứng này, là coaxial cáp đồng trục anh em nhấn này, USB này, optical hay cổng quang này. Đấy, anh em mà chọn chế độ, anh em mà chọn USB thì sẽ chuyển về USB, chọn cổng quang thì chọn optical, còn cáp đồng trục thì chuyển về coaxial. Đấy, đúng cái chế độ đó nhé. Hoặc là anh em cũng có thể sử dụng điều khiển, sử dụng điều khiển thì anh em sẽ rút cái chặn pin này ra. Đấy, nút tắt bật này. Đấy, tắt này, bật này, các chế độ này đang ở chế độ optical cổng quang chuyển đến USB này, đó, và coaxial cáp đồng trục này. Đấy, nó sẽ tương ứng nhé. Và anh em cùng cảm nhận chất âm qua optical cổng quang này, chuyển đến chế độ cổng quang này. Tăng âm lượng này. Nó giảm này. Nó tăng âm lượng. Oh,
anh em có thể tăng giảm âm lượng qua cái nút chiết áp này, nút volume, hoặc là trên điều khiển nút volume này, tăng giảm âm lượng đều được nhá. Tắt tiếng này, bật lại này. Quý vị và các bạn, các bác vừa được cảm nhận tiết âm của Honda DAC giải mã chính hãng của Gillette Singapore, Honda DA500, một trong cái bộ giải mã độc lập trên chính hãng, giá cũng khá là tốt hiện nay. Giải mã cổng quang này, có cả cổng USB này, có điều khiển này, chỉnh được cả bát này, một trong sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng và chỉ có 850.000 một bộ thôi. Đấy, giá cực kỳ tốt nha, 850.000 một bộ. Và ngoài những cái phụ kiện đi kèm, anh em mà cần thêm những dòng dây tín hiệu, ví dụ dây Yaesha, dây AV của Hitachi bãi Nhật, với những bản như này dài 1 mét là 250.000 một bộ, anh em mà lấy cùng với DAC để cho anh em với giá ưu đãi chỉ còn có 200.000 một bộ thôi. Hoặc là anh em có thể nâng cấp lên dây quang, dây optical, dây quang đi theo máy là dây quang đen, còn anh em mà nâng cấp lên thì nó sẽ có cái dòng dây quang như vậy, dây quang của Hitachi bãi Nhật ấy, dài 1,5 mét, giá rất tốt thôi, chưa đến 200.000 một sợi. Và trên đây thì phụ kiện audio có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác em một con DAC giải mã chính hãng của Gillette Singapore DA500, một cái bản nâng cấp so với con DA500U trước đây, và sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng nhé. Quý vị và các bạn, các bác ở Sài Gòn thì có thể qua cửa hàng ở quận 7, Hà Nội thì Trương Định, Hoàng Mai. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác em trong những video clip kế tiếp nhé.